Anh em nán lại một lúc để xem hai mẫu bật lửa cực kỳ hay nè nha anh em. Thì hai mẫu này mình em trên em có ba con. Bây giờ em chi tiết cho anh em này. Mẫu đầu tiên thì dòng này đầu tiên là dòng Marvelous anh em. Đây con này thì con có xài nước rồi anh em ha. Đây, dòng Marvelous này đặc trưng của nó là nó có một cái bình nhiên liệu dự phòng. Đó, và em sẽ tháo ra cái con ốc mà ống đá đây anh em, là nó là con ốc chặn luôn cái bình dự phòng. Đây, đó là bình dự phòng để em, đây là đá ở trên anh em ha. Con này xài nước nên anh em thấy bông rồi nó còn rất là mới ha. Tiếp theo đây cái bình dự phòng còn nguyên. Đó, anh em vặn chỗ này để chúng ta chăm nhiên liệu ha. Và nhiên liệu nó thấm qua cái bông, nó thấm ngược lên trên. Đó, con này sản xuất 2009. Con ống đá này là con rất là ok. Anh em chặn vào là nó là con ốc để chắn bình nhiên liệu luôn. Và chúng ta một chạm là lên lửa nha anh em nha. Đây, mẫu này thì rơm bóng có sức tơ anh em ha. Tiếp theo mẫu thứ hai thì em có hai con đầu tiên là con rơm bóng, con này thì new 99% anh em ha, có sức lông mèo vài điểm và chưa có lên lửa luôn đó. Rồi mang lên lết thì thông thường dòng này thì mình tháo ra mình xem cái bình dự phòng nó nằm bao nhiêu thì mình nói sản xuất nằm bao nhiêu đó thôi, ngày hai ngày mấy năm anh em ha, chứ cũng không có thông tin chính xác được và sản xuất bao nhiêu đó. Con này thì mẫu này thì 2005 rơm bóng với một cái điểm tiêu điểm rất đẹp. Tiếp theo là con này là rơm xước anh em, với họa tiết cắt ăn mòn lỗ sơn. Thì cơ cấu thì cũng tương tự như vậy. Dòng này cái đặc trưng của nó là cái bình dự phòng đó nè, con này 2004 nha. Đó, và cơ chế lên lửa đó thì cũng là một chạm như con kia thôi. Đó. Rồi, hiện tại thì em có 3 mẫu này, anh em thích mẫu nào thì nhanh chóng liên hệ với em Sam để sở hữu nha. Cảm ơn em xem clip của em và hẹn gặp lại anh em clip sau. Bye bye.